Sáng ngày 9 tháng 4 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Mạc Thị Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc điều động bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Nguyễn Cảnh Chi, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. Quyết định tiếp nhận bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Bùi Văn Thụ, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Quyết định điều động bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Bùi Đức Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Nguyễn Mạnh Hà, viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với bà Bùi Thị Minh Tới, chuyên viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Trong quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự cũng là thử thách đòi hỏi các đồng chí được điều động bổ nhiệm trong đợt này nhanh chóng hòa nhập với công việc, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, sự phân công của thủ trưởng cơ quan, không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo quản lý, xây dựng giữ gìn tinh thần đoàn kết trong cơ quan, cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.